Xin chào các bác trở lại với kênh của Sơn Gia Ban hàng Nhật. Hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bác một em đồng hồ cũng là một trong những cái bản VIP nhất của hãng đồng hồ Seiko. Trước thì đã về được một em này nguyên hộp các bác nhé. Tất cả những em này đều nguyên hộp hết. Đây, nguyên catalog của nó, mà catalog của em này cũng làm cũng VIP luôn này. Đây, một cái túi bóng, sau đó thì đây là cái hướng dẫn sử dụng của cái chiếc đồng hồ này. Cái con đồng hồ này thực ra thì mất cái găng tay, chứ còn đúng ra tất cả những cái dòng đồng hồ này thì khi mà sản xuất ra thì hãng sản xuất đều kèm theo một đôi găng tay để cho các bác đeo găng tay vào bê nó thao tác với nó để nó không tạo vết trên đồng hồ. Kỹ như thế nên các bác biết là cái độ cao cấp của em nó. Đây nên các bác nghe. Rất nặng này các bác nhá. Em này cũng là một trong những em VIP ha, có hai mẫu mà ở bên thị trường Nhật. Ở size này và cái hình thức kiểu hoàng gia như này có hai mẫu đắt nhất. Thì mẫu này em này là mẫu size nhỏ, còn cái mẫu size to thì các bác xem lại clip thì ở trong kênh của mình, kênh Sơn Gia Ban hàng Nhật thì cũng đã quay rất là kỹ cái em đấy rồi. Thế thì các bác xem đây. Đây bây giờ các bác nhìn em này, vỏ toàn bộ là vỏ. Đây là những cái bệ này thì sẽ làm bằng nhôm phay này. Tất cả những họa tiết này thì đều là đồng mạ vàng các bác nhé. Đồng mạ vàng rất đẹp. Các bác nhìn thực tế cũng sẽ thấy rất là thuyết phục. Nó nằm trên một cái nền nhựa như nền composite, nhưng mà nền nhựa như kiểu hổ phách ấy. Các bác nhìn khi mà ở ngoài các bác nhìn thực tế thì nhìn thấy em này như là nó nằm trên một cái, đây những cái cột này như là cột đá nha các bác nhé. Đây các bác nhìn vân này. Vân. Các bác nhìn không biết là có nhìn rõ trên clip không, nhưng ở ngoài nhìn thấy rõ những cái vân của nó. Vân kiểu vân đá rất là đẹp. Còn sau là đây. Em này sử dụng một pin chung và một pin đại. Các bác xin nhá. Đấy, pin nắp của các bác. Pin chung này dùng cho máy và pin đại này dùng cho lắc nha các bác nhá. Đây, khi lắc xong thì các bác hơi đẩy nhẹ để khởi động cho máy. Khởi động cho cái máy của, tức là máy đây thì tôi nói là máy của quả lắc nha các bác nhá. Thế thì đây lắp vào cho nó hoàn thiện cái đồng hồ cho các bác này. Rồi, em này độc đáo thì cũng đã nói về độ độc đáo của nó rồi. Đó là gì? Đó là đây là một trong hai mẫu đồng hồ đắt nhất của hãng Seiko sản xuất ra. Thế nên là tất cả những cái gì là tinh hoa, tất cả những cái gì là vật liệu mà là cao cấp nhất thì hãng Seiko đưa vào em đồng hồ này. Mẫu này thì mới nguyên hộp, các bác bày tuyệt đẹp. Cái phong cách của nó thì nó không lẫn giữa cái thằng đồng hồ châu Âu. Cái thằng đồng hồ châu Âu thì có mang một phong cách khác, nhưng cái thằng đồng hồ Nhật này thì cái hãng đồng hồ Nhật Seiko này, người ta làm ra cái mẫu này với một cái mục đích là gì? Đó là giao thoa giữa cái đồng hồ của một bên là châu Âu, một bên là châu Á, thì mang giao thoa cái đường nét của cả hai cái dòng đồng hồ đấy. Trang trí các bác nhìn thấy cột nhá, cột trang trí như kiểu châu Âu này, các bác nhìn thấy không? Hoa văn cũng như thế, họa tiết cũng như thế, đồng mạ vàng, vành là vành đồng mạ vàng nhé các bác nhé. Cái kim dây của nó là kim trôi, bộ kim hoa văn, các bác nhìn thấy rất là thuyết phục và rất là đẹp. Thế thì em đồng hồ này kích thước của nó thì làm em size cũng khá là to. Các bác nhìn size của nó đây, chiều ngang của em này là 27 cm, chiều cao là 50 cm,
chiều cao lên tới đấy là khoảng tầm 44 đây, 47 cm. Chiều sâu của nó 15 cm. Thế thì các bác có thể xem một cái mẫu, cũng là cái mẫu như thế này, nhưng mà mẫu có thể bác nào mà nam tính tí thì nhìn cái mẫu này rất là thấy thích hợp, tại vì đường nét rất là vuông vắn, vừa vuông vắn và chi tiết thì rất là cầu kỳ mà lại sang trọng. Giá xuất xưởng của em này cực kỳ đắt nhé các bác nhé. Giá em này ở thị trường Nhật nó phải rơi vào từ 170.000 đến 200.000 yên. Tức là về Việt Nam mình nó sẽ rơi vào tầm từ 40 triệu đến 50 triệu. Tuy nhiên giá của shop thì rất là hợp lý bác nhé. Bởi em mới nguyên hộp, giá rất là hợp lý. Các bác cho biếu, tặng sếp, không đụng hàng ở đâu cả. Nhất là những sếp mà thích hàng Nhật. Mẫu này bảo sếp rằng muốn đi tìm con nợ cũng khó. Thế thì các bác thấy video này hữu ích thì xin các bác like, subscribe kênh. Và các bác cũng có thể tìm thêm những cái sản phẩm hữu ích khác ở website hanggiapan.vn hoặc là Facebook Sơn Gia Ban Hàng Nhật. Ngoài ra thì các bác cũng có thể liên hệ lực trực tiếp số điện thoại 0915 342 333. Các bác để biết thêm các thông tin khác nữa. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào các bác.